tối nó lại. Tối nó lại lẹ lên, mày xỉn không? Miệng mày lớn quá. Cho mày kêu tới sáng luôn. Chuyện gì vậy? À, bắt được thằng ăn trộm bữa nọ đó. Vậy hả? Có lấy được tiền hụi của má tôi không? Chắc chắn là bắt nó phải ói ra thôi. Má tôi nói mặt thằng đó có thẹo, nó dữ lắm. Đúng rồi, nó dữ lắm, phải thận trọng. Nên tụi anh nhốt ở trong cầu tiêu rồi. Vậy hả? Thằng quỷ, mày im chứ mày. Im cho. Mày im cho. Không, mày cho mày im không? Mày im không? À, cho. Ôi trời trời, ôi trời trời, ôi trời trời, ôi trời trời, ôi mẹ, nó dữ quá. Còn mày? Còn cái gì? Cái lỗ tai còn nguyên không? Không. Hả? Còn. Ủa, quần áo của ba tôi sao anh? Anh đi bắt cướp, mượn của ba em. Ba em đồng ý mà. À, ê. Mày là nghĩa địa gì mà dám tự tiện? Tao là đại bàng, biết chưa mày? Thằng chiếm hôi. Mày mới là chiếm hôi. Mày ra khỏi nhà tao. Nhà mày, mày là cái quái gì? Rể được không? Tao mới là rể. Tao. Mấy anh em đi, bây giờ đem thằng ăn cướp ra ngoài, tôi còn phải đi tắm nữa. Nghe chưa? Mày đem thằng ăn cướp ra ngoài, tao đi tắm. Mày Thảo đi tắm. Mày đem ra ngoài. Mày. Thôi. Mày. Đi. Thảo ơi Thảo. Anh Hải. Có mấy dĩ nhạc em dặn lấy cho ba, lúc nãy anh lại quên. Ủa, nhà có ai mà đông vậy em? Mấy người quen với má Thảo. Vô nhà đi anh. Mày. Cái gì vậy? Tụi mày làm gì vậy? Trời ơi, làm gì vậy nè trời? Cứu con với tí mày ơi. Trời ơi, nhà tôi mà mấy người làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Ăn cướp. Cướp cái gì? Mày mới là thằng ăn cướp. Mày vô bắt nó cho tôi. Má. Đúng rồi, cái thằng tẹo này. Đi. Bắt nó. Không vậy? Phải. Bắt nó đi lên trên phường. Buông ra đi. Cái người làm cái gì vậy? Buông ra đi. Má. Cái gì? Anh Hải là bạn của con. Bạn bè cái gì? Mày á, mày yêu nhìn mặt Hải Đường rồi mày biết chưa? Má. Má lên làm chứng lại đi. Tao khai hết rồi. Chính nó chứ không ai hết. Nó chính là cái thằng mặt thẹo trong đêm bữa đó. Nhưng mà đâu đủ chứng cứ bắt người vì lời khai của má. Trước sau gì thì người ta cũng sẽ điều tra ra thôi. Nó chính là thằng tướng cướp. Cướp tiền hụi của tao. Cướp sợi dây chuyền của thằng Út. Khảo tra nó sẽ lòi ra thằng đầu đinh. Từ rày trở đi, con không muốn má để mấy người đó vô nhà mình nữa đâu. Đi đâu à? Đâu? Không lẽ tối nay đem mũi cắn người ta? Trời. Bởi vậy giống y như cha mày lụy vì tình. Alo, Sài Gòn Audio CD nghe đây ạ. Dạ, xin chờ máy chút nha. Anh Hải, có điện thoại của anh nè. Alo, dạ tôi trực cơ quan đây ạ. Xin lỗi ai đầu dây vậy? Em muốn báo cho anh biết là nhân viên của anh bị bắt trên đồn công an. Bây giờ anh cử người đến bảo lãnh ảnh. Dạ, được, tôi đến ngay ạ. Anh ta là người tố giác. Vâng, anh ta là nhân viên của chúng tôi từ xưa tới nay. Anh ta là người tốt có năng lực, không thể xảy ra việc đó. Hay là có sự nhầm lẫn nào chăng? Xin các anh xem xét kỹ lại.
chúng tôi nhận được lời tố giác từ chính chủ nhà. Dạ, cơ quan xin bảo lãnh anh ta được tại ngoại. Tôi cũng xin bảo lãnh cho anh ấy. Cô là ai? Tôi là bạn của anh ấy. Má tôi lầm người nên tố giác không đúng. Nghĩa là má cô phạm tội vu khống. Má tôi... Má cô sao? Thảo, đi về. Bà hai, bà có chịu trách nhiệm về lời khai của mình không? Chính anh ta đồng lõa với bọn cướp. Má, đi về. Thôi được, có sự bảo lãnh của cơ quan, chúng tôi không cần giữ anh ta nữa. Khi cần chúng tôi sẽ làm việc sau. Còn bà có chắc là không nhìn lầm không? Chắc chứ làm sao. Xui quá, làm phiền các anh. Cũng nhờ có anh can thiệp đúng lúc. Không có chi, về nghe. Dạ, anh về. Em phải về đây. Thế nào má cũng cho em ăn rau may cho mà coi. Em về đi. Trước sau gì má cũng hiểu mà. Còn cháu, cháu về đâu? Vậy về chỗ của cháu. Dĩ Hè. Thôi, để chú đưa cháu về. Không sao đâu, chú đừng lo. Tụi bạn cháu sẽ lo cho cháu. Thôi mình kiếm về ăn đi. Tối giờ chưa ăn gì, đói bụng quá. Thôi, em phải về, khuya rồi. Chú cứ đưa cụ về. Tối nay cháu sẽ đưa chú đi bụi. Cháu có chủ ăn ngon lắm. Dù đường xa anh cũng đưa em về. Dù đường xa ta cũng đưa nhau về. Dù đường xa ta cũng đưa nhau về. Dù đường xa ta cũng đưa nhau về. Bà ơi bà, coi của ba sữa nó đau nhiều hết đây. Về rồi hả? Bà coi em coi bầm nhiều ít đây. Đây nè. Cái bớt mà làm bổ à? Bà làm cái giống gì vậy? Cái bớt bên phải. Vợ chồng ăn ở với nhau đắng lòng đầu bạc. Có cái bớt mà không nhớ. Nhớ cái gì đâu không mà. Trời ơi sao vậy? Bầm hết trơn rồi. Đụng xe phải không? Bởi vậy nói với ông rồi, chạy xe ngoài đường là phải cẩn thận. Tháng này là tháng hạn của ông. Sao bổn mạng của ông bị cái sao gì nè? Cái sao mà tập ngang cái, hao tiền tốn của lắm. Không chịu nghe lời. Chạy xích lô mà chạy hai bánh chi vậy? Bà nói tôi nghiêng xe, nhưng mà bà đừng có nghiến răng. Bà vốn đã nghiêng thụng rồi. Bà nói hồi lát tôi nghiêng bốn bánh là bà coi. Đừng có chữ nghĩa với tôi. Sườn ông bị bầm rồi còn sườn xe tôi có bị gì không? Chồng mình cầm tương trống lo lo chè. Không lo cái xe lấy gì mà kiếm ăn. Đưa sườn đây. Làm như kia cơm sườn cơm thịt nó. Đau không? Có dầu vô gì đỡ chưa? Làm giống như vật lý trị liệu. Làm như tay bà là tay tiên. Rợ đâu em đó. Chứ hồi đó ai khen tay tôi bút măng? Hồi đó bắp măng, bây giờ bắp tre. Ở băng tre thì cũng được. Miễn là tay bà được rồi. Vô duyên. Ủa? Sao vậy? Đang buồn. Sao buồn? Lũy Di Tình á. Yêu nhầm Bạch Hải Đường. Là sao? Là tướng cướp chứ gì? Trời ơi, để tôi. Chuyện gì vậy con? Bạn con đến nhà chơi. Má nhìn sao á? Rồi hôm quán người ta là ăn cướp. Bạn con? Mà bạn con là ai? Ảnh á. Ảnh mà con nói với ba đó. Ảnh ương cóc nhái thì có. Nó chính là đồng bọn của tụi cướp. Trời cao có mắt, lưới trời lồng lộng. Con kiến còn không lọt của ngồi nó. Trâu sao nó vậy đó? Bà có chắc không? Nè, mắt tôi đổ lọt tòng đâu? Anh ấy là người tốt. Anh ấy là cán bộ nhà nước. Con bình tĩnh. Gia đình ảnh tận dưới quê. Ảnh có một mình ở trên này. Má nói không phải. Người ta gặp rắc rối rồi ai lo cho ảnh? Bây giờ giỏi thì mày đi lo cho nó đi.
tao cấm từ rầy trở đi không được giao du với cái hạng người đó. Sáng mai tao sẽ đến gặp ông chủ giám đốc, nói cho người ta biết cái bộ mặt của nó, để người ta tống cổ nó đi. Thứ gì thanh niên nhỏ xíu mà dụng hết trơn tóc à, khó ưa. Dữ vậy bà, có gì cũng phải chờ pháp luật người ta xét rõ trắng đen mới kết tội ta được chứ. Mình em ơi, viết giùm cái đơn thư đó tội ăn cướp được không? Ghét nó ghê lắm mà tự viết đơn thư mới được, không có đủ văn. Nhờ chốc đỉnh vậy thôi nha. Thôi con. Không được, phải dùng câu chào đoàn kết quyết thắng. Nghe cứng cứng thế nào, phải mềm mại. Vậy thì trân trọng cảm ơn các đồng chí công an đẹp trai, gương mẫu, được không? Alo, dạ, Sài Gòn Audio CD nghe. Dạ, tôi muốn gặp giám đốc. Dạ, xin mời cô ạ. Tiến độ về là rất tốt, cần phải bảo vệ sức khỏe của anh em. Alo, tôi đây. Rồi mời người ta vào, tôi lên ngay. Tôi vô đi. Dừng. Hỏi đi. Ông bà cần gặp ai? Dạ, chào chú bảo vệ. Tôi cần gặp ông chủ ở đây. Ở đây không có ông chủ, có ban giám đốc à? Tôi cần gặp ban giám đốc. Ừ, ban giám đốc. Cảm ơn các cô ủng hộ nhân viên của chúng tôi. Dạ thưa chú. Dạ, chú không cần phải cảm ơn đâu. Chỉ cần chú đồng ý cho tụi cháu đi tham quan nhà máy, để tụi cháu biết được cách thức sản xuất dĩa CD như thế nào là được rồi. Được không chú? Được, sẵn sàng. Mời các cô. Dạ, dạ. Tại sao công đoạn này mình phải vô thủ công mà? Bởi vì công nhân của mình còn nhiều người thiếu công ăn việc làm. Nếu mình nhập cái máy mà quá hiện đại về, công nhân sẽ bị thất nghiệp. Dạ. Đây là cái vỏ hộp để đựng dĩa đó. Vô đây. Bà đừng có vô phép vô tắc. Đến cơ quan người ta phải có nội quy kỷ luật. Bà không có thấy cái bản người ta đề là nó là giữ kiểu im lặng. Để đó tôi biết rồi. Vô. Mời vào. Từ từ. Dạ, chào ông. Dạ, vợ tôi nó đòi thư lính của ông mà tôi cản hoài bà không có nghe. Dạ, làm phiền ông, mong ông thông cảm. Tại vì là con gái của tôi nó binh lính của ông. Mời ngồi. Cảm ơn ông. Nó binh lính của ông cho nên nó chống lại tôi. Bữa nay ông theo tôi nè, không? Để làm rõ trắng đen ra. Để cho con gái tôi nó sáng mắt thôi. Đây kính đơn ông. Ủa anh chưa ký. Nè, viết nè, tôi bự quá. Dạ gửi. Bà vui lòng chờ trong chốc lát. Alo, alo, cho Hải lại gặp tôi. Xin bà thứ lỗi. Bà đã có đơn thưa thì tôi cũng có đơn để bảo lãnh, làm chứng cho anh Hải vô tội. Làm phiền ông bà chờ đợi anh ta trong một chút. Dạ. Thưa chú, chú gọi cháu có chuyện gì? Ủa, cậu lại là... Dạ, cháu đây. Chú bớt đau chưa? Bớt rồi.
Vậy cậu làm bạn con Thảo hả? Dạ. Sao không cho tôi biết? Ủa? Ủa vậy là hai người là quen à? Quen. Ủa vậy là sao? Ừ. Sao là sao? Làm sao mà quen? Đây là ân nhân của tôi. Đây không phải là tướng cướp mà là săn bắt cướp. Thưa ông giám đốc, đêm đó anh ta tung một cú đá, thằng cướp mới bỏ chạy. Anh ta mà không can thiệp kịp thời, đời tôi tiêu. Ông đừng có dựng chuyện à nghe. Thưa ông giám đốc, đây, nó có sách mách có chứng. Sáng nay tôi ghé qua chỗ công an, họ có giấy chứng nhận khen thưởng đây. Đây, chứng nhận thành tích bảo vệ an ninh tổ quốc đây. Đây, giấy khen của cụ Hải đây. Dạ, cảm ơn chú. Ủa vậy là sao? Sao là sao? Là bạn con Thảo à, là rể quý của tôi. Thôi về bà ơi. Dạ. Dạ. Xin lỗi. Dạ. Dạ. Bà ơi. Ý trời. À, dạ. Dạ. Xin phép. Chào chú. À. Tưởng ai, quá ra bạn con là người phụ ba bắt cướp. Vậy mà má bay á, tưởng là ăn cướp. Thiệt không hiểu nổi. Trông gà quá quá cà bà ơi. Ba gặp ảnh rồi nào? Đang rảo rảo kiếm khách, một đám tụi nhỏ đánh giày đạp xe chạy tới rủ đi bắt cướp. Có một thằng lái mô tô cướp của bỏ chạy. Ba ủi xe chặn đầu nó, đụng như một cái rầm lồm còm bò vậy. Ba chụp đầu nó, nó thoay ba. Vậy mấy thế võ má chỉ cho ba đâu? Nhớ sao nổi, lúc dầu sôi lửa bỏng đụng đâu đánh đó. Ba ơi, nó đánh chỗ này của ba. Ba phải sàng qua rồi nhập nội. Ba gạt chân nó bằng cái thế đại bàng vỗ cánh. Ba chụp cổ họng nó. Thì cuối cùng ba cũng chụp được cái cổ họng nó bằng tất cả ý chí tuổi già của ba. Vậy còn nó? Nó bóp lại chỗ nghiệp của ba bằng tất cả sức lực tuổi trẻ. Chút xíu nữa là ba gặp ông nội con ở đó. Đang lúc chỉ mình treo chuông vậy, nát bấy tâm hồn vậy. Bạn con đâu xong tới tiếp tay ba. Ba lừa thời cơ xong tới giọng cho mặt nó, nghe một cái bóp, nó giả ra một cục. Gì vậy ba? Cục răng giả, nguyên một hàm. Ba tịch thu làm chiến lợi phẩm. Ba thôi đi, mai mốt á, ngoài đường mà có chuyện gì ba đừng can dự vô. Lỡ mà con nói vậy nghe sao được. Giữa đường gặp chuyện trái tay gây mắt, đứng yên để bọn xấu nó lộng hành hay sao? Làm vậy về nhà ăn cơm sao ngon? Ai cũng suy nghĩ như con thì đất Sài Gòn này loạn. Ban ngày ban mặt mà chẳng ai dám ra tới đường nữa. Ngược lại, chỉ mỗi một người một tay như ba, như bạn con thì đủ cha đứa nào dám làm bậy. Ba không học chữ nghĩa nhiều, ba chỉ biết là đừng làm điều ác đức à, và cũng không để ai làm điều ác đức trước mặt mình. Mà mình á, thì mình làm ngơ. Ba không chịu được. Thôi con đi phụ với má đi, khách sắp tới rồi đó. Dạ, ba ngồi nghỉ nha. Bác Hai ơi, bác Hai. Ai vậy? Vô đây, vô đây. Vô đi. Vô đi mấy con. Vô đây, vô đây. Con chào bác. Vô đây mấy con. Con chào ông. Trời ơi, ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên nói chuyện. Đúng là duyên kỳ ngộ. À, vui quá, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Còn nhỏ khổ cực vậy mà giỏi ăn. Sau này thế là cũng bắt được mấy cướp giật. Bà ơi, đem rượu lên đây bà. Thảo, nước đi con. Con chào bà. Con chào chị. Em chào chị. Chào các em. Mấy đứa nhỏ vậy á mà không sợ cướp sao? Ăn cướp là làm bậy, phải sợ tụi cháu chứ. Đánh dài như tụi cháu, đứa nào cũng có nghề để phòng thân. Phải, phải, phải. Vô đây. Vô. Tủ phòng tri kỷ tiên bôi thiệu. Lấy gì vậy ông? Có nghĩa là... là biểu thôi. Bôi thiểu là biểu thôi á nghe không? Vậy bà.
đây là chỗ bạn của con Thảo, là ân nhân của tôi. Còn đám nhỏ này nó cũng anh hùng không thua ai, sau này nó cũng trở thành săn bắt cướp cho bà quay. Đánh giày không lo đánh giày, ở đây săn bắt cướp. Còn cậu á, mà thấy đường có bắt cướp hay không thì kệ cậu, không có liên can gì tới con Thảo nhà này. Tôi nói cho cậu biết nha, tôi sắp gả chồng cho con Thảo rồi đó. Tôi làm rể nhà này phải quá rồi. Còn lâu, tôi đã chọn rể rồi. Ai? Ai từ từ không biết. Có giỏi thì thi tài với nhau. Còn bây giờ giải tán, ai về nhà nấy vậy thôi. Má. Bà. Không chịu hay không? Đó, ngồi răng bóc đi. Bà. Má. Hết. Hai đứa ông chọn đứa nào? Hết. Tôi không biết. Ông nói vậy sao được? Ông làm cha nó, ông phải chọn lựa chồng cho con Thảo chứ. Hai đứa ông chọn đứa nào? Chuyện hôn nhân mà bà làm như là mua bán con tôm con cá vậy. Con nó lớn rồi, bà hãy để nó tự do lựa chọn, chỉ ăn đời ở kiếp của nó. Con Thảo nó là đứa biết suy nghĩ, chứ không phải như bà xưa kia đâu. Bà tôi lo xưa sao? Anh nhẹ dạ cả tính, làm khổ bà ngoại con Thảo đi theo tôi. Sí. Tôi chỉ mỉm chỉ gặp bà đúng có ba lần, làm thơ có lời, tái bút trước đèn đọc truyện Tây Minh, thương em thao thức một mình nắm cánh. À, bà theo tôi cái đập. Còn con Thảo, à, nó nói với tôi là nó thương thằng Hải, cho nên không mừng thằng rể của bà. Mà ông có biết gốc gác thằng Hải không? Có biết chứ. Tôi nghe nói nó đâu là thanh niên xung phong, chuyển ngành về làm đĩa nhạc. Mà ông có biết thanh niên xung phong là gì không? Thì thanh niên xung phong là gì? Trong đó có những thành phần bụi đời. Ông có nghe tụi nó ca cái câu là... Câu gì? Áo tôi rách vai, quần tôi có hai miếng giá không? Trời ơi, có cái quần mà giá tới hai miếng không có lành lặn, tiền đâu mà lấy vợ? Trời ơi bà ơi, cái bài đó là cái bài viết hồi từ kỳ bộ đội chiến đấu, ca ngợi tình đồng đội, xúc động lắm bà ơi. Còn bây giờ thanh niên sông bông người ta làm kinh tế giàu lắm á. Tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết cái thằng rể của ông á, nó có đủ tiền đãi 1000 khách không? Ở khách sạn 1000 sao không? Sau đó đi du lịch trên 1000 mây không? Bà nó quá, cái gì cũng đơn, chỉ tính bằng ngàn á. Tôi thách cưới vậy đó. Phải rồi, cái gì cũng tính bằng ngàn á. Có ngày con bà lãnh hậu quả. Bà không biết cái gì, chốt chết cái gì, chốt chết cái gì. Tôi không chịu thằng rể của bà. Tôi cảnh cáo bà, tôi chọn thằng Hải. Không, tôi nhất định là không. Tại sao? Rể không sao bằng rể tôi. Tôi chắc. Dám thi đua không? Thi gì? Thi gì cũng được. Chừng nào? Chừng nào cũng chắc. Đồng ý với bà. Bữa nay tao kẹt chút chuyện. Chà, chuyện gì mà diễn đẹp dữ? Đi thi, thi lấy vợ, giống như là chuyện sơn tinh thủy tinh. Anh là sơn tinh hay thủy tinh? Tao không biết. Thôi hợp quá. Thôi mày đi đi, để tao gọi taxi đi cho nó sang. Anh còn đạn dược không, cho tụi em chút ít. Ê, sợi dây chuyền mày tó được đâu rồi? Đại ca, bán mấy chỗ bị ép giá nên giữ lại. Bán đi, lấy tiền xài. Từ bữa bể độ suýt bị tó quả tang cho tới nay. Tao biết, ông già tao cắt diện trợ rồi. Thôi đi đi. Alo, taxi hả? Má ơi, cái màu cà vạt này kỳ quá. Má đổi con cái khác đi. Lẹ lên má ơi. Trời ơi, trễ giờ rồi, lẹ lên đi má. Nè, mày làm gì điệu vậy? Bí mật mà má, thằng út con má mà.
xạo hoài. Đánh xong chưa? Rồi, bấm như gương. Chị Thảo sẽ chọn anh thôi. Bà với má làm chuyện gì kỳ quá à? Giống như mấy phim hài hước vậy. Lấy vợ chọn rể. Ba con á, cũng mù quáng, cũng lụy tình y như con vậy. Không có biết lo xa. Con không có yêu thương gì mấy người má chọn. Tôi lo là lo cho cô thôi. Tôi không muốn cô khổ cực như tôi ngày xưa. Nhan sắc trời cho phụ nữ ít lắm. Chọn chồng thì chọn cho xứng đáng. Để thôi sau này nghèo khổ lam lũ, khổ cái thân, rồi trách cha trách mẹ thì cũng muộn rồi. Sao má biết anh Hải không xứng với con? Thôi đừng có cãi tôi. Đi vô trong. Vô đi. Vô đi. Vô đi. Ủa. Chào ông bạn. Chào anh. Xin lỗi chuyện vừa rồi nghe. Tôi đã hiểu lầm. Tưởng anh bạn là ăn cướp. Nhìn mặt thấy xẹo rồi, dễ sợ quá. Tím ơi. Dạ, tặng Tím Mai món quà để ra mắt. Nặng nặng à, nặng à. Cảm ơn con. Cái chi? Tặng Tím món quà, chào Sân. Ôi nhẹ quá. Nè nè anh Hải, anh tặng đi. Tụi em đã chuẩn bị sẵn cho anh á. Tặng Tím. Cảm ơn em. Mũi bực mình. Cảm ơn. Chờ chú chút xíu nghe con. Dạ. Ông ơi, lẹ lên. Anh là công nhân hả? Làm gì nhạc? Dạ. Tôi mê nhạc, nhưng người làm nhạc chán lắm. Còn anh bạn, hồi xưa nghe nói anh là thanh niên xung phong. Dạ đúng. Ừ. Ở đâu? Tôi ở Duyên Hải. Cần Giờ. Anh biết tôi từng ở đâu chưa? Tôi từng ở nước ngoài. Còn thằng này đã từng ở... Công Gố. Nói cho nó biết Công Gố ở đâu. Công Gố là ở đó có nhiều gà gô. Ừ. Nên gọi là Công Gố. Chứ không phải như cái Duyên Hải gì đó của anh đâu. Chỗ đó làm sao anh? Chỗ đó hả? Chỗ đó có biển. Biển toàn là cá sấu không. Với lại người ta đi lại là phải bơi 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 như cá vậy đó. Mà người ta mặc đồ te tua như là Trần Minh khối chuối vậy. Sao mày không nói ăn uống giống Lưu Bình Dương Lễ luôn đi, đồ ngu. Vậy là không có hiểu gì hết đó. Người ta chỉ có một tô cơm hẩm và một trái cà thiêu thôi. Mày nói tao không hiểu gì luôn á. Vậy cũng đi cưới vợ làm gì trời. Nói tóm lại là tụi mình có đầy đủ vật chất để lo cho em Thảo. Vậy thế. Các anh nhận xét sai hết rồi. Có thể về vật chất chúng tôi không bằng các anh. Được. Nhưng chúng tôi có trái tim. Thằng này như đuôi làm sao á. Một rừng tim nè con. Thấy chưa. Nè. Ba tôi sắp ra. Ba tôi sẽ ra. Và ba tôi đã ra. Tên 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 tên. Xin giới thiệu với mấy cô. Dạ. Đây là Râu dài. Mất hồn ông. Ông đi kén rễ mà ông làm gì như đi hát hề. Hùng Dương kén rễ cho mị nương. Cho nên tôi phải giống giống. Còn thấy bác giống
Dương Hoa trong Anh Hùng Xạ Điêu. Nữa, mở miệng ra cái rất nhịp. Dương Hoa là trong Thần Điêu Đại Hiệp. À quên, con xin ra mắt ba. Con cũng xin ra mắt ba. Miễn lễ. Dạ. Tôi chỉ có một đứa con gái đến tuổi cặp kê chợ Bến Đậu, mà sao có tới hai bến ba, kể cả sang bắt cướp là ba. Bây giờ tôi mới tìm hiểu, chọn một bên trong để khỏi mít lòng, và cũng chịu thế ý bà xã tôi. Tôi ra cuộc thi gồm ba câu đố, còn cái tôi sẽ thuộc về nhà chủ địch. Ông đố liền giùm tôi cái đi. Câu đố thứ nhất thì thể lực, tôi khoe ăn bánh bao. Dạ con mua. Ở ngoài đầu xóm á, có bán bánh bao. Ai đem bánh bao sớm, người đó sẽ thắng cuộc. Xong chưa? Các thí sinh chuẩn bị. Tôi đếm 1 tới 3. 1, 2, 3. Trời. Cậu này về trước 2 điểm, cậu này về 1 điểm, cậu này chót chứ gì. Về rồi. Qua phần thứ hai, ca hát văn nghệ. Người hát thắng là người hát đúng, hát hay. Con hát đúng. Tránh nó coi. Ngồi xuống. Quê. Quê. Ca đi con. Mê 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 mê. Ma 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 ma. Em mừng đông đi cài bừa, tê em mừng đông đi cài bừa, còn em mừng đông cũng đi đi cài bừa. Rồi xong. Thí sinh thứ hai. Con ca một bài. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng... Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Stop, stop. Nghệ sĩ ca không hay, đàn dở bóng đất ăn. Chứ còn dạ, gì. Trời ơi. Ngồi xuống. Ngồi đi. Cậu Hải, hát đi. Ngồi xuống nghe chứ tình cảm riêng á. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào bên bờ kinh Ngà Bài. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Hay, hay quá, hay quá. Hay quá. Cô quan tâm đến văn hóa dân tộc. 2 điểm. 1 điểm. Dạ con. Cậu này, vô rồi. Giống y như đó tôi làm quen bà. Thì nghe mày ca tự dưng bớt ghét một chút. Bớt lùng. Bây giờ tới phần cuộc thi thứ ba. Con cái tôi là con cái rượu, ai có món quà cứ giá trị nhất. À, tôi sẽ thắng. Mày đừng có hù. Dạ, xin hẹn chú Thím sáng mai, con sẽ có một món quà rất đặc biệt cho Thảo. Cậu Hải sao đây? Cháu xin thua. Sao mà ông nản vậy? Cái đợi đó, cái đợi đến sáng mai mới biết ai là người thắng cuộc.
Ê, sợi dây chuyền mặt ngọc bữa nọ mày bán ở đâu? Dạ, dạ, chỗ cũ á. Lấy về cho tao. Dạ, chắc phải bù quá. Bằng mọi giá mày phải đem sợi dây chuyền đó về cho tao, có chuyện cần, biết chưa? Dạ. Cầm lấy, nhanh lên. Mua gì không? Thời chuyện bộ chi à? Để lại tiền đấy. Mình muốn có hàng ghé lại nghe. Đúng là bọn nó ở tiệm cầm đồ. Em thấy sợi dây chuyền mặt ngọc giống y như sợi dây chuyền má chị kể. Vậy các em đi báo công an. Dạ. Mình phải bắt quả tang bọn chúng. Lẹ tụi bay. Anh Hải, anh cho em hả? Em hả? Em chỉ đeo sợi dây chuối thôi. Let's go. Yes sir. Dạ, bận đi tu tiền. À không, bận chút chuyện cho nên không có tới trễ đó thưa chú thím. Con. Dạ. Thằng Út á, nó đã có quà đây vậy rồi nè. Còn cái cậu này đi lấy vợ mà có mấy băng nhạc không à. Quà của con đâu quê? Dạ. Dạ. Đẹp quá. Hả? Với chuyện của tôi. Bậy. Thằng quê nó. Con, sao tốn kém dữ con? Dạ, đâu có nhiều. Dạ, mấy lít xăng à. Ủa vậy là sao? Dạ, má con nói là thích gì chịu đó, xăng một xăng. Ông cho biết ý kiến. Câu này thắng. Chú thông minh. Sorry. Chung cuộc câu này 5 điểm, vô địch. Ông quả là sáng suốt. Bà cũng quả là sáng suốt. Biết chọn là thằng để quý. Dạ. Biết bà trong xa hiểu rộng như vậy. Nhờ xưa tôi đâu dám trèo cao tôi lấy bà. Tôi lấy con năm chú chiên chứ yên phận. Ủa đi lòng vòng hồi sao cũng tới năm chú chiên à? Mạng năm chú chiên nó có gì hơn tôi không? Mà sao nhắc hoài vậy? Bà có cái gì người ta có cái đó. Người ta có tâm lòng không tham vàng phủ nghĩ. Tôi quậy ta ăn cánh chú chiên cho ông coi. Trước khi bà quậy, bà xem tôi quậy cái đã. Chào đấy. Bắt tay để cái quay. Dạ. Tay chú cứng quá. Tay lao động có khác. Tình cảm quá. Nát xương. Dung chưa có dập phải không? Dập rồi đó chú. Rị dâm quýnh trà vợ. Nghe lời cha vợ không? Há miệng tham răng coi. Dạ. Kệ tôi. Tháo đi. Ôi kì á. Tháo nhanh lên. Tự nhiên biết tháo răng. Hàm răng này là hàm răng dọm. Hàm răng thiệt rơi mất rồi phải không? Em cho biết đây răng dởm vậy. Thôi được, để ông lấy cho cái hàm răng này. Là hàm răng thứ thiệt đây nè. Để thôi, đó. Làm này cũng được rồi. Gắn cho liền đây. Ủa? Trời ơi, bắt ớt hả?
Ghê. Ở đâu có hay vậy? Của mình bởi vậy vừa quá. Mày nhớ tao không? Thằng ăn cướp hả? Ông xin lô. Chưa, thằng Hải nó nghèo mà nó lương thiện, nó mới đáng là rể mình. Đời sống cho không ai bao giờ ở đó ngồi nó mơ tưởng giàu sang phú quý. Bà hiểu chưa? Mình hiểu rồi mà. Rể ơi là rể. Tao đoán trước.